Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp qua số may mắn của chương trình Mua Hoàng Tên Nạn Online nhận ngay một chỉ vàng 4 số 9. Nhân dịp ra mắt kênh mua sắm online tại địa chỉ www.hoangtendan.com.vn, chúng tôi tổ chức chương trình quay số may mắn. Đối với mỗi khách hàng khi mua từ 3 hộp Hoàng Tên Đan trở lên, quý vị sẽ có cơ hội nhận một trong số những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn như sau. Đầu tiên là 2 giải nhất, mỗi giải là một chỉ vàng 4 số 9. 6 giải nhì, mỗi giải là một liệu trình sử dụng Hoàng Tên Đan trong vòng 2 tháng, mỗi giải trị giá 1.620.000 đồng. Và cuối cùng chúng ta sẽ có 8 giải ba, mỗi giải là một liệu trình sử dụng Hoàng Tên Đan miễn phí trong vòng 1 tháng, trị giá 810.000 đồng. Sau 15 ngày khởi động chương trình, chúng ta đã có ở đây 537 khách hàng may mắn đủ điều kiện tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Và trong đợt 1 này chúng ta sẽ chọn ra 1 giải nhất, 3 giải nhì và 4 giải ba. Vâng ạ, cho chúng tôi xin phép bắt đầu quay số để chọn ra ai là khách hàng may mắn của giải ba đầu tiên ạ. Tôi xin phép giới thiệu đội kỹ thuật của chúng tôi ạ. Xin mời các anh ạ. Vâng, giải số may mắn đầu tiên, khách hàng may mắn đầu tiên ạ. 0937804710 ạ. Tôi xin phép nhắc lại 0937804710. Chúc mừng khách hàng may mắn đầu tiên của chúng ta. Và xin nhờ đội kỹ thuật cho chúng tôi giải 3 thứ 2 ạ. Giải 3 thứ 2 thuộc về khách hàng 0982865797 ạ. 0982865797 ạ. Đội thư ký lốt lại cho chúng tôi để thông báo lại cho khách hàng ạ. Và dĩ nhiên rồi, sẽ là giải 3 thứ 3. Đội kỹ thuật ạ. 0977822807 ạ. Tôi xin lỗi. 0977822870 ạ. Giải 3 cuối cùng đi ạ. Giải 3 cuối cùng với liệu trình sử dụng Hoàng Tên Đan miễn phí trong vòng 1 tháng sẽ thuộc về khách hàng nào ạ? Đội kỹ thuật cho chúng tôi xin giải 3 cuối cùng ạ. Vâng, khách hàng với mã số 0989632659 ạ. Chúc mừng khách hàng 0989632659 với giải 3 cuối cùng của ngày hôm nay ạ. Và chúng ta sẽ đến với giải 2. Giải 2 sẽ là một liệu trình sử dụng Hoàng Tiên Đan miễn phí trong vòng 2 tháng, mỗi giải trị giá 1.620.000 đồng ạ. Xin phép đội kỹ thuật cho chúng tôi ai là người may mắn của giải 2 đầu tiên ạ. Chúc mừng khách hàng 0913302384 ạ. 0913302384 ạ. Và giải 3, giải 2 ạ, giải 2 thứ 2. Giải 2 thứ 2 sẽ thuộc về khách hàng 0937476898 ạ. Chúc mừng khách hàng 0937476898 ạ. Và dĩ nhiên rồi, đội kỹ thuật hãy xuất cho chúng tôi ai là người may mắn cuối cùng với giải 2 ạ. Tôi đã có số ạ. 0918871149 ạ. Chúc mừng khách hàng 0918871149 ạ. Với tất cả những khách hàng trúng giải, chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp thông báo trên website và fanpage của chương trình. Nên quý vị yên tâm, chắc chắn là quý vị sẽ nhận được giải thưởng của mình. Và chúng ta sẽ chờ một chút thôi để đến với giải nhất là một chỉ vàng 4 số 9 cho đợt quay đầu tiên ạ. Đợi kỹ thuật ạ. Cơ hội cuối cùng ạ. Trước khi đợi kỹ thuật cho chúng tôi số cuối cùng, các bạn đừng quên like nhé. Vâng, tôi sẽ công bố giải nhất của ngày hôm nay. Giải nhất với một chỉ vàng 4 số 9 ạ. 0904995496 ạ. 0904995496 ạ. Đội thư ký đã ghi lại chưa ạ? Vâng ạ, tôi sẽ nhắc lại giải nhất cuối cùng 0904995496 ạ. Vâng, giải nhất cũng đã khép lại chương trình quay số đợt 1 của chương trình Mua Hoàng Tên Đan Online nhận ngay một chỉ vàng 4 số 9. Với khách hàng nào chưa may mắn trong ngày hôm nay, quý vị hãy đến với chúng tôi vào ngày 30 tháng 6 với cơ hội thứ hai của mình nhé. Còn nếu như bạn còn chưa kịp mua Hoàng Tên Đan, hãy mua ngay 3 hộp để có cơ hội nhận một trong số những giải thưởng hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 30 tháng 6 ạ.